Nhiều năm nay, kinh tế của gia đình chị Đỗ Thị Hành, sinh năm 1973, ở tổ dân phố Đình Chùa, phường Quảng Thuận, đều phụ thuộc vào việc buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, nên không mấy khả giả. Vì còn trẻ, nên chị Hành chưa từng nghĩ khi về già sẽ lấy tiền ở đâu để tự nuôi mình. Nhưng trong một lần, được nghe loa truyền thanh của phường tuyên truyền về những lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và được cán bộ của Bảo hiểm xã hội thị xã về tận nhà tư vấn, hướng dẫn, nên chị Hành đã đăng ký tham gia. Công việc bình thường thì cũng buôn bán tạp hóa. Trước đây thì buôn tại chợ, nhưng mà sau khi về nhà, nhưng mà khi buôn bán thì lợi nhuận thì cũng nói chung là cũng bình thường, không được bao nhiêu, nên chỉ là cảm thấy khi về già thì cũng có một cái đồng lương để hỗ trợ, thì cũng được là chị em nhân viên của bảo hiểm đến tư vấn và động viên, thì tôi cũng đã tham gia vào cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là giải pháp được nhiều người lao động tự do lựa chọn. Đây là phương thức mà người dân khi còn trẻ có thể tham gia để dành cho tuổi già. Để nhân rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn đã và đang tích cực đổi mới cách thức truyền thông, từ đó đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân. Một trong những mô hình thu hút đông đảo người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đó là mô hình gian hàng an sinh xã hội. Bảo hiểm là tham gia được 2 năm rồi, là qua cái chính sách tuyên truyền của các cán bộ bên bảo hiểm xã hội ấy, là nói là vì an sinh xã hội là cái này là đồng để bảo hiểm để làm mãi một là được nhiều chế độ và lợi ích. Đó nên là tôi tham gia được 2 năm rồi. Với những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn và mạng lưới đại lý, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị xã không ngừng gia tăng. Đến nay, toàn thị xã có gần 3.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hơn 80.500 người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần mang lại hiệu quả đối với công tác an sinh xã hội của địa phương. Để đạt được kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, thì ngay từ đầu Bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn đã giao cái kế hoạch về cho Ủy ban nhân dân các xã phường đi về từng tổ đội, từng thôn đó để là tuyên truyền, vận động cho bà con, để nhằm mục đích là bà con mình hiểu và tiếp cận được cái chế độ an sinh của bảo hiểm xã hội, và nhiều bà con đã tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những nỗ lực và giải pháp của Bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn, hy vọng rằng thời gian tới, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với các chính sách an sinh xã hội, đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.